Hello, xin chào bạn nha. Dịch siêu thịt nha các bạn ơi. Đây mình đang cho dịch ăn luôn nè. Ở đây mình nuôi cái này là kịp Tết nè các bạn, Tết ăn luôn. Và Tết có ai có nhu cầu thì mình bán luôn. Con này là đúng sức của nó là khoảng 4 kg các bạn. Siêu ngỏng, siêu thịt luôn nè. Đó, bạn thấy ăn thấy ham không? Thì dịch này cũng dễ nuôi các bạn ơi. Dịch siêu thịt còn 4 kg. Cái bãi đất trống bên hông nhà mình tận dụng mình trồng đọt lan đó bạn, để người ăn cũng được, hoặc là lấy cái đọt đó cho cá ăn cũng được. Bây giờ dịch nó ghẻ nó ăn luôn bạn ơi, mình gãi lúa ở đó cho nó ăn thêm với thức ăn lên, nó càng cái đám lan với khách cho hơn. Này là đúng sức là con khoảng 4 kg mấy nha các bạn ơi. Ở những cái clip lần trước nữa đó mình có chia sẻ cái đàn vịt này nè, vịt giống kiểu này nè các bạn, con rất là to luôn. Qua đây nhà em là kính thưa các ổ vịt luôn á, nuôi vịt tơ có, vịt lấy trứng có. Đây là vịt đẻ trứng nè. Do hiện tại cánh đồng bây giờ là đã vô vụ đông xuân rồi, xạ rồi, cho nên là không có đồng ăn nữa. Bây giờ chủ yếu là đổ bồn các bạn, mình căng bồn vậy nè rồi mình đổ thức ăn. Đổ thức ăn thì dưới mình, hoặc là mình cho ăn ốc đồ thêm để cho vịt nó đủ cái chất, nó làm trứng rồi nó đẻ mỗi buổi sáng luôn nha các bạn ơi. Đó, ăn từ vịt tơ vịt đẻ là nhà em là bao hết nha, trứng vịt luôn. Ai có nhu cầu liên hệ nha.